Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vinasport ngày 19 tháng 4 năm 2023. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Chu Xie nổi nóng, liên tục nán chỉnh cao trò cho U22 Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua ở Bà Rịa Vũng Tàu, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ hai với lực lượng gần như đã đầy đủ để chuẩn bị cho SEA Games 32 trên đất Campuchia. Do thời gian lên đường chỉ còn khoảng 10 ngày, nên huấn luyện viên Philip Chu Xie đã cho cao trò rèn chiến thuật, đồng thời đẩy cao cường độ tập luyện. U22 Việt Nam bước vào buổi tập chiều ngày 18 tháng 4 để chuẩn bị cho SEA Games 32, cũng giống như quãng thời gian tập luyện hồi tháng 3 tại Hà Nội. Huấn luyện viên Chu Xie yêu cầu cao trò của mình phải rèn rất kỹ và chuẩn xác từ những bài tập cơ bản nhất. Với ông thầy người Pháp, các cầu thủ phải thực hiện nhuần nhuyễn, hoàn hảo những động tác như chuyền bóng, đỡ bóng, di chuyển tạo khoảng trống để đảm bảo hiệu quả chiến thuật. Huấn luyện viên Chu Xie giải thích cặn kẽ cho các cầu thủ ý đồ chiến thuật của ông. Nhà cầm quân người Pháp luôn đòi hỏi rất cao ở cao trò của mình. Ở buổi tập chiều ngày hôm qua, Chu Xie đã liên tục la mắng mỗi khi có cao thủ thực hiện không đúng yêu cầu. Ông yêu cầu cao trò của mình phải mở to mắt ra để quan sát, liên tục nhìn hướng di chuyển của đồng đội để đưa ra quyết định chính xác nhất thay vì chỉ tập trung vào quả bóng. Ở buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên chỉ cho các cầu thủ tập chuyền bóng, chạy bộ để hồi phục. Thầy cũng luôn dặn dò chúng tôi phải tập trung, nghiêm túc trong từng buổi tập. Chúng tôi cũng từng tập qua các bài tập này nên cũng hiểu được 90% mong muốn của thầy. Các bài tập phối hợp nhóm được ông Chu Xie đặc biệt chú trọng nhằm phục vụ cho lối chơi kiểm soát. Bài tập chuyền bóng, dù thực hiện một chạm hay nhiều chạm, yêu cầu là phải chính xác và nhanh. U22 Việt Nam sẽ tập luyện và đấu giao hữu đan xen hai trận đấu trước khi lên đường tham dự SEA Games 32. Huấn luyện viên tuyển Thái Lan sắp trở lại V-League. Thưa quý vị, là huấn luyện viên Mano Poking có vẻ như sẽ không tìm được tiếng nói chung trong việc dàn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ông hoàn toàn có thể trở lại Việt Nam dẫn dắt một đội bóng ở V-League, có thể sẽ là Công an Hà Nội. Theo nguồn tin của chúng tôi, Mano Poking hẹn gặp chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngày 20 tháng 4 để đề bạt nguyện vọng thôi hợp đồng trước thời hạn. Nhà cầm quân này sẽ trả tiền đền bù vì vẫn còn ràng buộc với FPT đến hết năm 2023. Huấn luyện viên Alexander Poking muốn chia tay đội tuyển Thái Lan để quay trở lại V-League theo lời mời một hợp đồng dài hạn từ câu lạc bộ đầy tham vọng Công an Hà Nội. Nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức, Brazil tham vọng chinh phục ngôi vô địch giải quốc gia Việt Nam sau khi đã thử sức mình không thành công lần đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2021, ông nhậm chức ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu giúp đội bóng giàu tham vọng này đua vô địch V-League. Tuy nhiên, đến trước khi giải đấu bị hủy vì Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Đôi bên vì vậy đã thống nhất chia tay trước thời hạn. Mano Poking sau đó được FPT mời là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan theo hợp đồng 4 tháng, thế chỗ cho người tiền nhiệm Akira Nishino mới bị sa thải thời điểm đó. Sau khi giúp Thái Lan hạ Việt Nam tại bán kết, đánh bại Indonesia ở chung kết để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020, ông đã được dàn hợp đồng. Còn ở SEA Games 31 vừa qua diễn ra tại Việt Nam, huấn luyện viên Mano Poking đã đưa Thái Lan vào chơi trận chung kết nhưng đã để thua chúng ta với tỷ số tối thiểu 0-1 tại Mỹ Đình. Sau đó ông cùng đội tuyển Thái Lan đã đòi nợ bằng cách vượt qua Việt Nam ở chung kết bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022. Câu lạc bộ của Hà Nội là tân binh của V-League 2023 nhưng được đánh giá cao khi chiêu mộ được một loạt những hào thủ như Hồ Tấn Tài, Văn Đức, Văn Thành, Văn Hậu. Dù vậy, sau 7 vòng đấu, họ chỉ đứng thứ 5 với 11 điểm, đồng thời chưa tạo ra được một lối chơi rõ ràng. Điều này khiến cho huấn luyện viên Paolo Fognini chịu rất nhiều áp lực. Văn Quyết nhận lỗi, thừa nhận có cái trọng tài. Văn Quyết đã lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phía trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sau trận đấu giữa đội Bình Định và câu lạc bộ Hà Nội. Kết thúc trận đấu thì tôi có ra can ngăn Văn Chuẩn và Việt Anh, đồng thời có tranh cãi với trọng tài. Đúng là tôi đã có phản ứng, nhưng chủ yếu là giải thích với trọng tài. Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân ở thời điểm ấy, vậy nên có thể dẫn tới những hiểu nhầm không đáng có. Sau khi trận đấu giữa Tottenham Bình Định và câu lạc bộ Hà Nội kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về đội chủ nhà, Văn Quyết đã có những phàn nàn với trọng tài về các tình huống xảy ra trong trận, đặc biệt là pha bẻ còi của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải dẫn đến quả phạt đền. Trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành là người đã có tham vấn để trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thay đổi quyết định, tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Được biết, toàn bộ tình huống Văn Quyết phản ứng với tổ trọng tài đã được giám sát trận đấu ghi vào sổ biên bản. Nhiều khả năng ban tổ chức sẽ chuyển hồ sơ sang ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét, cân nhắc xem có tăng nặng án phạt với thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội hay không. Trọng tài bị Văn Quyết tác động lên tiếng xin tha lỗi cho quả bóng vàng Việt Nam. Chia sẻ với tờ VN Express vào chiều ngày 18 tháng 4, trợ lý trọng tài ông Nguyên Thành đã cho biết nhận được lời xin lỗi từ Văn Quyết. Cậu ấy đã gọi điện xin lỗi tôi sáng nay. Văn Quyết cho biết đã nhận lỗi. Đương nhiên tôi thì bỏ qua. Tôi chẳng để bụng làm gì. Nhưng tôi cũng bảo rằng cậu ấy phải biết kiềm chế bản thân hơn. Cao thủ hay mất bình tĩnh và phản ứng với trọng tài thái quá. Trọng tài cần được tôn trọng. Tôi hy vọng Văn Quyết biết sai mà sửa. Và cao thủ khác cũng phải biết chừng mực. Campuchia chơi shock
miễn phí ăn ở cho các đoàn thể thao tới dự SEA Games. Tối ngày 18 tháng 4, ban tổ chức SEA Games 32 ở Campuchia đã gây sốc khi thông báo miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển cho các đoàn tham dự. Ban tổ chức SEA Games 32 đã đăng tải bức thư gửi Ủy ban Olympic các quốc gia tham dự SEA Games 32 lên mạng xã hội, trong đó có đoạn: dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chúng tôi sẽ không thu phí ở các khoản ăn ở với các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Nói cách khác, 11 đoàn thể thao sẽ không phải trả chi phí ăn ở và di chuyển. Việc miễn phí cũng đã được chủ nhà Campuchia áp dụng đối với các đoàn tham dự ASEAN Para Games sẽ diễn ra sau SEA Games vài tuần. Đây rõ ràng là quyết định gây sốc của nước chủ nhà. Để đài thọ toàn bộ chi phí cho tổng cộng 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games, chắc chắn cần đến số tiền rất lớn. Chi phí cho một thành viên ăn ở và đi lại trong một ngày đã là $50, tức là hơn 1,1 triệu đồng. Theo dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 11.000 thành viên tham dự SEA Games tới từ các đoàn thể thao. Nghĩa là chi phí cho việc ăn ở, di chuyển có thể lên đến $550,000, tương đương gần 13 tỷ đồng. Được biết đây là điều chưa từng có tiền lệ tại các kỳ SEA Games trước đây. Quyết định chơi lớn của chủ nhà Campuchia tới từ việc mong muốn tổ chức một sự kiện thể thao với môi trường thân thiện và hiếu khách. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport. Sau trận đấu thì lý do tại sao ông muốn bắt tay huấn luyện viên của Hồ Chí Minh, và hôm nay trong cái buổi trả lời trước phần trả lời báo của ông thì huấn luyện viên của Hồ Chí Minh cho rằng ông có một tình huống hiểu xảo với cầu thủ của Hồ Chí Minh trong trận đấu, và đấy là một sự không fair play và đánh giá nào về điều này. He said for now, why and for finish the game you don't come to and for him to have with and for head coach Ho Chi Minh and first and second and head coach and for Ho Chi Minh he say you don't and for play with and for number 88 Mansaray. What he say? Now he say for after game, after finish and match you don't come to hand to hand with and for head coach Ho Chi Minh first and second and for head coach and Ho Chi Minh he say you not and for play with and for Mansaray. Why? This he asked because first of all, I saw the coach before the game and handshake and talk with him 2-3 minutes before the game. Đấy, bởi vì là còn không có gì cả, bởi vì là trước trận đấu thì chúng tôi đã gặp rồi, chúng tôi đã chào nhau hai nói chuyện 2 đến 3 phút rồi. So we are not best friends to talk every 5 minutes with him. Tôi không phải là những người bạn tốt mà có thể là cứ phải nói chuyện nhiều nữa. And about the situation with Mansaray, he almost broke the leg of Gustavo. Đấy, bởi vì là liên quan đến cái cậu Mansaray đấy, bởi vì là cái tình huống đó là cậu muốn gọi là triệt. And I just ask him what you are doing, you broke his leg and he start to insulting me. I never insulting him, never. You can see the record from the TV. Đấy, các bạn đã nhìn thấy có thể là trên truyền hình rồi, tất cả mọi cái video cá nhân nào mà không muốn xảy ra cái tình trạng như vậy nếu mà muốn là triệt hạ đối thủ. And if you check the microphone what he talked to me, you will see. Đấy thì các bạn có thể kiểm tra lại băng hình coi các bạn xem họ nói gì. But this kind of crying is ridiculous. Đấy, nhưng mà với ông ấy là không nên khóc lóc hay là không nên than vãn. Because especially this team from the first game they cry after every game from the referees and I see every game the referees help them. Đấy, với cá nhân ông ấy các bạn là có thể xem đó, cứ từng qua trận đấu một là họ có thể là phàn nàn về công tác trọng tài. Today especially sau nhưng mà với lại những cái tình huống có thể là nhiều tình huống thì trọng tài lại giúp đỡ Hồ Chí Minh nhiều hơn. Nhưng mà huấn luyện viên đó vẫn cứ phàn nàn về công tác trọng tài. Today especially for them referee from Malaysia come. Đấy, và hôm nay là trọng tài người Malaysia đến để bắt trận đấu này chứ không phải ai cả. With what this referee from Malaysia is better than Vietnamese referee, I'm asking you. Và ông ấy muốn hỏi các bạn là liệu rằng là trình độ của trọng tài Việt Nam với lại trọng tài của Malaysia bên nào tốt hơn hay là Malaysia tốt hơn, tại sao lại phải mời? You tell me with what this referee is better. Bạn có thể trả lời được không? And I can tell you with nothing because I work in Malaysia and I can tell you that Malaysian referees are much worse than Vietnamese. Đấy, ông ấy từng làm ở Malaysia rồi, ông ấy phải thay đổi bạn là trả lời câu hỏi đó, bởi vì là với cá nhân ông ấy trọng tài Việt Nam có thể tốt hơn. But anyway, I'm not interested to enter in discussion with anyone. Đấy, I don't care. Đấy, ông không bàn luận thì thêm nữa, ông không bận tâm gì. They can talk whatever they want. Và họ có thể là phàn nàn bất cứ điều gì họ muốn. I talk on the football field. Đấy, ông ấy chỉ nói và chỉ đạo trên sân. With football, with combination, with goals. Đấy, tất cả mọi cái trên mặt sân. And trying to improve my team and my players. Và cố gắng động viên tất cả mọi cái ở trong đội chúng tôi và tất cả cầu thủ thành viên chúng tôi.
But no problem. If this is a problem, now I will take his phone and I will call him to wish him good luck. No problem. Không vấn đề gì cả. Tôi có thể xin số điện thoại đồng nghiệp về số điện thoại của huấn luyện viên trưởng và chúng tôi có thể là nói chuyện trao đổi trực thêm nữa.